Chào các em nha. Bây giờ cô và các em chúng ta cùng nhau chúng ta học bài 13 trong chương trình Sinh học lớp 10 mới. Mà quyển sách cô dùng là quyển Chân trời sáng tạo nha. Bài này là bài có tên là Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào. Thì bây giờ chúng ta nhìn khái quát cái bài trước. Chúng đầu tiên á là chúng ta sẽ học về các cái dạng năng lượng và các cái cách mà chuyển hóa năng lượng ở trong tế bào. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ học tới một cái phân tử mà nó là một cái phân tử dùng để cung cấp năng lượng cho các hoạt động của tế bào. Phân tử đấy gọi là ATP. À. Rồi phần thứ ba chúng ta sẽ học về nó cũng là một cái loại phân tử nhưng mà các phân tử này nó giúp cho quá trình chuyển hóa vật chất ở trong tế bào có thể diễn ra được một cách trơn tru dễ dàng. Thế vậy là bài của chúng ta có tổng cộng 3 phần nhé. Bây giờ cô và các bạn lần lượt chúng ta cùng đi từng phần một nhé. Phần đầu tiên, năng lượng và các chuyển hóa năng lượng. Đấy, thì chúng ta nghiên cứu các dạng năng lượng trước nha. Ở trong tế bào á, thì năng lượng sẽ tồn tại thành rất là nhiều dạng. Nó có thể là hóa năng, điện năng, nhiệt năng hoặc là cơ năng. Thì trong các cái dạng năng lượng ở trong tế bào này á, thì cái hóa năng nó chính là cái dạng năng lượng chủ yếu và nó cũng là cái dạng năng lượng chiếm nhiều nhất ở trong các hoạt động sống của tế bào. Bây giờ chúng ta cùng nhau chúng ta nói kỹ hơn á, định nghĩa từng cái loại một nó chính là cái gì các bạn nha. Chúng ta nói hóa năng trước. Hóa năng là cái dạng năng lượng tồn tại ở trong các liên kết hóa học. Như vậy trong mỗi một cái phân tử thì nó đều tồn tại hóa năng ở trong đấy. Mà các bạn biết là cấu tạo của cái tế bào á, thì nó được cấu tạo từ các phân tử mà thành mà. Cho nên đây là lý do vì sao cái hóa năng nó là cái dạng năng lượng chủ yếu nhất ở trong tế bào. Rồi điện năng. Điện năng sẽ được tạo ra khi có sự chênh lệch nồng độ ion trái dấu ở hai bên màng tế bào. Ví dụ như là ở trong màng tích điện âm, ngoài màng tích điện dương thì cái sự chênh lệch các ion trái dấu này nó tạo ra một cái hiệu điện thế giữa hai bên màng tế bào và nó tạo ra điện năng. Nhiệt năng là dạng năng lượng được sinh ra trong quá trình chuyển hóa vật chất. Cơ năng là dạng năng lượng được sinh ra trong quá trình co cơ, quá trình vận động của các cơ quan hay là quá trình vận chuyển các chất. Đấy. Thì cơ năng á, nó sẽ có thế năng và động năng nhé. Cũng là cái dạng năng lượng để mà sẵn sàng sinh ra một cái công cơ học, sinh ra một cái lực gì đó. Nhưng ở cái dạng thế năng là cái dạng chưa sẵn sàng sinh công nhưng mà có tiềm năng sinh công. Còn cái dạng động năng là cái dạng mà sẵn sàng sinh công nè. Hóa năng cũng vậy các bạn nha. Hóa năng thì cũng có thế năng và động năng. Đó. Khi mà hóa năng đang nằm giữa các liên kết hóa học ở trong một cái phân tử thì nó chính là thế năng. Nhưng khi ngay tại cái thời điểm mà các cái liên kết hóa học ở trong cái phân tử nó bị cắt đứt ra thì cái hóa năng này nó lại trở thành động năng. Điện năng cũng vậy em nhé, có khi sẽ trở thành thế năng, khi thì trở thành động năng. Nếu mà cái điện thế, ta tạm gọi là điện thế nghỉ á, điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào đang nghỉ ngơi thì gọi là thế năng. Nhưng mà cũng là điện thế giữa hai bên màng tế bào nhưng mà khi tế bào đang hoạt động thì cái này lại là động năng. Như vậy chắc các bạn nhớ rồi ha, cô lặp lại lần nữa nhé. Thế năng là cái dạng năng lượng tiềm ẩn có khả năng sinh công. Đấy, còn động năng là cái dạng năng lượng mà sẵn sàng sinh ra công. Thì ở trong tế bào, thế năng với động năng nó vẫn thường xuyên chuyển hóa qua lại cho nhau. Đấy, thế năng chuyển thành động năng hoặc là động năng chuyển thành thế năng. Bây giờ chúng ta cùng nghiên cứu tiếp về số 2 nhỏ, quá trình chuyển hóa năng lượng ở trong tế bào nhé. Hai nhỏ này, sự chuyển hóa năng lượng. Chúng ta định nghĩa nha. Chuyển hóa năng lượng chính là cái sự biến đổi năng lượng từ cái dạng này sang cái dạng khác. Đấy, ví dụ như từ hóa năng chuyển thành động năng hay từ quang năng chuyển thành hóa năng. Vậy thì cái chuyển hóa năng lượng này nó đi kèm với cái chuyện chuyển hóa vật chất á, là từ cái chất này trở thành cái chất kia đó. Cho nên ở đây cô ghi một câu là
sự chuyển hóa vật chất luôn đi kèm với chuyển hóa năng lượng. Ví dụ nha, ví dụ như này, năng lượng hóa học trong thực phẩm mà chúng ta ăn thì năng lượng hóa học trong thực phẩm mà chúng ta ăn là dạng hóa năng. Đấy, khi chúng ta ăn vào cơ thể thì cái dạng hóa năng này nó được biến thành cơ năng, tức là nó biến thành cái dạng năng lượng mà giúp chúng ta cử động bắp thịt, giúp chúng ta giơ tay giơ chân và làm những cái hoạt động khác. Rồi, ví dụ thứ hai nha, là chúng ta nghĩ tới cái động cơ máy nổ. Đấy, cái động cơ máy nổ thì nó biến cái năng lượng hóa học ở trong nguyên liệu, ví dụ năng lượng hóa học tích trữ trong các phân tử xăng, thành cái năng lượng động năng. Cái động năng này nó sẽ giúp cho cái xe nó có thể đi được. Bây giờ chúng ta chuyển qua phần 2 nha. Thế thì ở trong cái cơ thể sống, ở trong tế bào thì cái phân tử mà nó có một cái nhiệm vụ là nó cung cấp năng lượng cho tế bào hoạt động, cái phân tử đấy gọi là ATP. Và ATP còn được gọi là đồng tiền năng lượng của tế bào. Thì bây giờ chúng ta nói phần 1 trước. Chúng ta nghiên cứu cấu tạo và chức năng của ATP. Bây giờ cô cho các bạn xem hình ATP nhé. Đây là hình của phân tử ATP. Thì chúng ta nhìn một phân tử ATP ha, thì chúng ta thấy một phân tử ATP có 3 phần. Phần thứ nhất là một cái base nitơ. Base nitơ này có nhiều dạng nhé, có nhiều dạng base nitơ, nhưng mà cái base nitơ của cái ATP á, nó là adenine. Rồi, nó có một cái nhóm đường, nó là đường ribose. Và nó có 3 nhóm phosphate, 1, 2, 3 nhóm phosphate nhá. Thì cái liên kết mà nằm giữa hai nhóm phosphate đây này em. Cái liên kết nằm giữa hai cái nhóm phosphate nó gọi là liên kết cao năng. Tại sao hai cái liên kết này gọi là liên kết cao năng? Tại vì cái liên kết này một khi mà nó bị phá vỡ ra thì nó giải phóng cái lượng năng lượng. Mà hơn nữa cái liên kết này cũng rất là dễ bị phá vỡ ra. Cho nên người ta gọi nó là liên kết cao năng. Vậy thì để cho nó dễ nhớ thì cô ghi lại bằng lời cho các bạn nhé. Cấu tạo của ATP này. Cô ghi lại bằng lời nha, cấu tạo của ATP. Thì ATP gồm có một base nitơ adenine, một đường ribo và có 3 nhóm phosphate. Đấy. ATP là một hợp chất cao năng, hai nhóm phosphate cuối cùng đây này, dễ bị phá vỡ để giải phóng ra năng lượng. Khi mà ATP nó đứt đi một cái nhóm phosphate thì nó sẽ trở thành phân tử ADP. Và lúc này cái năng lượng mà giải phóng từ cái liên kết cao năng này nè, nó sẽ được truyền, cái phần năng lượng giải phóng để truyền cho chất khác. Đấy. Rồi khi nào cái ADP á, nó được gắn thêm nhóm phosphate thì nó lại trở thành ATP. Để hiểu kỹ hơn về cái chỗ này. Thì chúng ta qua số 2, quá trình tổng hợp và phân giải ATP. Đây chúng ta cùng coi cái hình tổng quát về quá trình tổng hợp và phân giải ATP trước nhé các bạn. Đây là cái hình tổng quát này. Đây là phân tử ATP của mình ha. Cô nhắc lại phân tử ATP này là có một cái base nitơ adenine này, một cái đường ribose và ba nhóm phosphate. Đó. Thế thì khi mà cái nhóm phosphate cuối này là nó bị đứt ra, mà nó rất dễ bị đứt ra ha, thì cái năng lượng sẽ được giải phóng. Thì năng lượng giải phóng này thì năng lượng đấy sẽ được hoặc là chuyển cho chất khác để cái chất khác nó tham gia chuyển hóa vật chất, hoặc là năng lượng được giải phóng này để giúp cho tế bào hoạt động, ví dụ như vận chuyển các chất qua màng, hoặc là để co cơ, để co cơ bắp chẳng hạn. Đấy. Thì khi mà một nhóm phosphate được giải phóng thì cái phân tử ATP nó trở thành, nó đang là ATP ha, tức là tri phosphate, là ba nhóm phosphate, thì nó mất đi một nhóm phosphate rồi, bây giờ nó chỉ còn là đi phosphate nên gọi là ADP. Đấy. Vậy một cái phân tử mà có một cái base nitơ adenine nè, một đường ribose này và hai nhóm phosphate gọi là ADP. Đấy. Rồi ADP nó nằm ở trong tế bào á, khi nào mà tế bào lại gắn lại cái nhóm phosphate vào đây cho nó, là nhóm phosphate lại gắn vô ADP, thì ADP gắn xong nhóm phosphate lại quay trở lại thành ATP. Đấy. Vậy thì để gắn được cái nhóm phosphate vào cho ADP thì tế bào phải cần có năng lượng. Thì cái năng lượng này á, lấy từ sự phân giải các hợp chất.
Năng lượng lấy từ sự phân giải các hợp chất sẽ dùng để gắn nhóm phốt phét lại cho ADP để trở thành ATP. Rồi ATP nằm ở trong tế bào á. À, khi tế bào cần năng lượng thì ATP nó lại loại bỏ đi một nhóm phốt phét để giải phóng cái năng lượng này cho các hoạt động của tế bào. À, và cái quá trình tổng hợp với phân giải ATP này nó cứ diễn ra như vậy liên tục không ngừng nghỉ các bạn nhé. À, chúng ta ghi nhớ một câu em nha. Quá trình tổng hợp và phân giải ATP gắn liền với sự tích lũy và giải phóng năng lượng. Đây, cái câu ghi nhớ cô để đây cho các bạn nhé. À, thế thì năng lượng mà được giải phóng từ ATP được dùng để làm gì? À, năng lượng mà giải phóng từ ATP sẽ được dùng để sử dụng cho các hoạt động sống của tế bào nè. Rồi tổng hợp nên các chất hóa học cần thiết cho tế bào nè. Rồi để vận chuyển các chất qua màng nè. Rồi để sinh công cơ học nè. Đó. Như vậy thì năng lượng của ATP được dùng cho các hoạt động cô vừa liệt kê sau đây. À, vậy thì cũng có nghĩa là chức năng của ATP là để làm những cái việc ví dụ như để cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống, à, để tổng hợp nên các chất hóa học cần thiết, để vận chuyển các chất qua màng và để sinh công cơ học. Đó. Như vậy thì ATP nó là một cái phân tử mà nó giúp cung cấp năng lượng cho tế bào và cơ thể. À, thì cái đó là cái vế gọi là vế năng lượng. À, bây giờ tới cái vế gọi là vế chuyển hóa vật chất thì cần một cái phân tử gọi tên là enzyme. À, bây giờ chúng ta nghiên cứu qua phần 3 nhé, enzyme. Đầu tiên chúng ta xem coi enzyme là một cái chất như nào đã nhá. À, đây cô cho các bạn xem hình ảnh của một cái enzyme. Đây, đây là hình ảnh của một cái enzyme. Đó. À, thì một cái phân tử enzyme nó có thể có hai phần như cái hình cô cho như thế này. Nhưng cũng có thể nó chỉ cần một phần thôi, một cái phần màu xanh này thôi ha các bạn nhé. À, thì tùy vào loại enzyme, bởi vì chúng ta có rất là nhiều loại enzyme. Bây giờ chúng ta sẽ từ từ, chúng ta nói từ từ nha. Thì enzyme nó là một cái chất gọi là chất xúc tác sinh học. Và cái chất xúc tác sinh học này được tổng hợp trong các tế bào sống, thường có bản chất là protein, đa phần luôn á, 99% luôn á. Thì cái enzyme này nó chính là phân tử protein nhá. À, nó giúp xúc tác các phản ứng sinh hóa trong điều kiện bình thường của cơ thể sống. Các bạn biết là có nhiều cái phản ứng á, ví dụ như là phản ứng mà đốt cháy đường đi, oxy hóa đường đi, lấy oxy cộng với đường glucose. À, thì cái phản ứng đấy nếu như không phải là diễn ra trong cơ thể sống mà nó diễn ra ở trong cái thí nghiệm hóa học thì nó phải cần đến tầm 200 độ thì cái phản ứng đấy nó mới diễn ra. À, nhưng trong cơ thể sống thì phản ứng lấy oxy cộng với phân tử đường glucose để tạo thành CO2 và nước thì diễn ra ở ngay nhiệt độ 37 độ C. Vậy thì cần phải có một cái phân tử làm chất xúc tác, phân tử đấy chính là enzyme. Và enzyme rất đặc biệt nha, nó chỉ làm tăng tốc độ phản ứng mà nó không bị biến đổi sau phản ứng. Đó. Nghĩa là trước phản ứng, enzyme có hình dạng kích thước như thế nào thì sau phản ứng enzyme nó vẫn hình dạng, vẫn kích thước đấy, nó không thay đổi gì hết. Bây giờ mình nói tới cái cấu trúc của enzyme nhé. À, cấu trúc của enzyme chia thành hai loại, hồi nãy cô nói sơ sơ rồi đó. Có loại thì nó chỉ có mỗi cái phần màu xanh này thôi, tức là nó chỉ có mỗi thằng protein thôi. À, nhưng cũng có loại enzyme thì nó có hai phần màu xanh màu tím, và cái màu xanh này là cái enzyme và cái màu tím này thì không phải, xin lỗi, cái màu xanh này cái protein và cái màu tím này thì không phải là cái protein. À, vậy chúng ta nhìn lại này, enzyme có hai loại nhé. Loại thứ nhất enzyme chỉ có thành phần là protein, loại thứ hai enzyme có thành phần là protein kết hợp với chất khác. Cái chất khác đấy được gọi tên là cofactor. Thì cái cofactor này á, nó hoặc là ion kim loại hoặc là chất hữu cơ. À, và nếu cái thành phần khác mà là chất hữu cơ thì cái phần chất hữu cơ này này nó còn được gọi bằng một tên nữa gọi là coenzyme. Thì cái thành phần mà quan trọng nhất để quy định cái chức năng của cái enzyme á chính là cái phần màu xanh á, tức là chính là cái thằng protein các bạn nhé.
Đó. Còn cái phần màu tím hồi nãy ta thấy á, thì nó chỉ là có chức năng phụ thôi. Đấy. Thì trong cái phân tử enzyme nó sẽ có một cái vùng cấu trúc không gian đặc biệt để nó liên kết với cơ chất. Thì cái vùng cấu trúc không gian đặc biệt này nó gọi là trung tâm hoạt động. Đó. Cấu hình không gian của trung tâm hoạt động của enzyme thì phải tương thích với cấu hình không gian của cơ chất. Như vậy thì cơ chất nó mới có thể liên kết tạm thời với enzyme để mà được biến đổi trở thành sản phẩm. À, cô cho các bạn hình minh họa cho nó dễ thấy nhé. Đây, các bạn xem hình này. Ở đây nha. À, cái phần màu ta gọi là màu xám này đi. Đây là enzyme này. À, thì mỗi một cái phân tử enzyme á, nó đều có một cái vùng cấu trúc không gian đặc biệt nó lõm vào. Thì cái phần lõm này là để làm gì? Để nó liên kết với cơ chất á. À, và cái phần lõm này là nó vừa khít với cái cơ chất nhá, vừa khít theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn á. Ta đem cái cơ chất ta ấn vào là nó vừa khít vô với cái cấu trúc không gian này của cái protein luôn nha. Vậy cái vùng lõm này được gọi tên là trung tâm hoạt động. À, thì khi mà enzyme nó hoạt động là nó làm như vậy nè, cơ chất sẽ gắn với enzyme nha, trở thành một cái phức hợp mà enzyme gắn cơ chất nè. Sau đó cơ chất được biến đổi để trở thành ra cái sản phẩm khác và cuối cùng là sản phẩm biến khỏi enzyme. À, thì các bạn thấy là enzyme chỉ xúc tác cho các phản ứng mà enzyme không hề bị biến đổi sau phản ứng. Và cái hoạt động này của enzyme là hoạt động ngay trong điều kiện nhiệt độ bình thường và diễn ra rất là nhanh, giúp cho cơ thể sống có thể thực hiện được các cái phản ứng sinh hóa đầy đủ của cơ thể mà không cần nè phải tăng lên nhiệt độ cao. À, bây giờ cái cách mà người ta đặt tên enzyme nhé. Tên của enzyme thì người ta đặt tên cơ chất cộng với chữ A ra. À, ví dụ như là cái enzyme mà dùng để cắt cái lipid ra thành nhiều cái glycerol và axit béo á, thì cái enzyme đó được tên là đặt tên là lipasa. Còn cái enzyme mà dùng để cắt cái phân tử protein thành nhiều cái axit amin á, thì cái enzyme đấy được gọi tên là protease. À, bây giờ mình chuyển qua phần 2 là mình nghiên cứu cái cơ chế tác động của enzyme nhé. Chúng ta coi coi là enzyme tác động đến cơ chất như thế nào. Thì qua cái hình hồi nãy á, các bạn cũng thấy sơ sơ rồi này. Qua cái hình hồi nãy nha, các bạn thấy sơ sơ này. Cái cơ chế tác động của enzyme là đầu tiên enzyme nó đến nó liên kết với cơ chất. Và enzyme nào thì liên kết với cơ chất đấy nhá. Enzyme này không thể liên kết với cái cơ chất khác được, tại vì cái cơ chất khác thì nó đâu có vừa vào với cái trung tâm hoạt động này đâu. Đấy. Sau khi enzyme liên kết với cơ chất rồi thì cơ chất sẽ được biến đổi thành sản phẩm và cuối cùng là sản phẩm tách rời khỏi enzyme. À, vậy là xong. À, thế bây giờ cô tóm tắt lại nhá. Đấy, cô tóm tắt 4 bước. Bước đầu tiên, enzyme liên kết với cơ chất tại trung tâm hoạt động. Bước 2, tạo thành phức hợp enzyme cơ chất. Bước 3, enzyme tương tác với cơ chất để biến cơ chất thành sản phẩm. Và bước 4 là enzyme với dạng sản phẩm nó tách rời nhau ra, sản phẩm được tách rời khỏi enzyme. Chúng ta quay số 3 ha. Sự ảnh hưởng của các yếu tố, sự ảnh hưởng của các yếu tố đến hoạt tính của enzyme. À, vậy thì trước tiên chúng ta phải coi hoạt tính của enzyme là gì chứ. À, hoạt tính của enzyme á được xác định bằng cái lượng sản phẩm được tạo thành từ một lượng cơ chất trên một đơn vị thời gian. Như vậy là càng có nhiều sản phẩm được tạo ra thì chứng tỏ là hoạt tính của enzyme càng mạnh. Đấy. Vậy thì chúng ta có các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính enzyme bao gồm những yếu tố sau đây. Yếu tố đầu tiên ta phải gọi đó là nhiệt độ. Thì mỗi một cái enzyme nó sẽ hoạt động ở một cái khoảng nhiệt độ nhất định, mà ngoài cái khoảng nhiệt độ này thì enzyme sẽ mất dần hoạt tính. Cô lấy ví dụ như là mấy cái enzyme mà ở trong cơ thể của con người á, thì nó sẽ hoạt động tốt nhất ở 37 độ. Nếu mà nhiệt độ thấp hơn 37 hoặc tăng quá 37 thì enzyme nó dần dần nó mất chức năng. Nhiệt độ quá cao hay quá thấp làm enzyme mất chức năng và
không thể hoạt động tốt như là ở cái nhiệt độ tối ưu được. À, bây giờ các bạn nhìn cái đồ thị này nhá. Bất kỳ enzyme nào cũng vậy, nó có một cái nhiệt độ tối ưu. Đây là cái nhiệt độ mà enzyme nó hoạt động tốt nhất này. À, nếu nhiệt độ mà thấp hơn nhiệt độ tối ưu thì các enzyme nó xúc tác phản ứng rất là kém, tốc độ phản ứng rất là chậm. À, và khi mà vượt quá cái nhiệt độ tối ưu đấy nhá, thì bắt đầu là tốc độ phản ứng cũng giảm dần, giảm dần, giảm dần. Và nếu mà vượt quá thì phản ứng không xảy ra được luôn. À, bây giờ mình nói tới yếu tố thứ hai mà ảnh hưởng tới hoạt tính của enzyme nha, thì đó chính là độ pH. Độ pH cũng tự tự như là nhiệt độ vậy các bạn nhé. Mỗi enzyme nó chỉ hoạt động trong một giới hạn pH xác định. Cô ví dụ như là cái enzyme amila là cái enzyme có ở trong nước bọt của người mình á, cái amila này nó có nhiệm vụ là nó cắt cái tinh bột ra thành đường glucose. Vậy nên là mình mà ngậm cơm thì một hồi mình thấy cơm nó chuyển thành vị ngọt đó. À, thì cái enzyme amylase ở người này á, nó có hoạt tính lớn nhất khi pH bằng 7. Đấy, pH mà thay đổi thì cái amylase này sẽ thay đổi hoạt tính. Còn pepsin á, là cái enzyme có trong dạ dày. À, pepsin sẽ có hoạt tính lớn nhất khi cái pH nó lại bằng 2 thôi. À, cho nên các bạn thấy ở trong dạ dày thì có tính acid, còn nước bọt của mình á, thì coi như là trung tính. À, đây chúng ta nhìn đồ thị chúng ta cũng thấy mỗi một cái enzyme nó có cái độ pH tối ưu. À, thì đây là cái chỗ mà cái tốc độ phản ứng nó đạt đỉnh điểm. Còn nếu mà pH quá thấp hay pH quá cao thì đều làm cho tốc độ của phản ứng bị chậm lại, hoạt tính của enzyme giảm. Mình nói tiếp tới yếu tố thứ ba ha, ảnh hưởng đến hoạt tính enzyme là nồng độ cơ chất. Đấy. Nồng độ cơ chất tức là cái nồng độ của cái chất để mà enzyme nó xúc tác đó. Hả? Thì nếu mà với một lượng enzyme xác định, nếu chúng ta tăng dần cái lượng cơ chất thì hoạt tính của enzyme tăng dần. Nhưng đến một lúc nào đó thì sự gia tăng về nồng độ cơ chất cũng không làm tăng hoạt tính của enzyme. Cô lấy ví dụ nha, cô lấy ví dụ các em lắng nghe nè. Cái enzyme amylase là cái enzyme có ở trong nước bọt của chúng ta á, nó sẽ giúp cắt cái tinh bột ra thành đường ha. À, vậy nếu như bây giờ chúng ta có 1 gram amylase, cô nói đại nha, chúng ta có 1 gram amylase và chúng ta cố định là 1 gram amylase, thì nếu như các bạn bỏ vào đây 1 gram tinh bột, à, thì tốc độ phản ứng nó đang diễn ra bình thường. Nhưng nếu các bạn tăng thành 2 gram tinh bột thì tốc độ phản ứng diễn ra nhanh hơn. Nhưng nếu mà các bạn tăng thành 5 gram tinh bột thì tốc độ phản ứng nó cũng không nhanh được nữa, tại vì toàn bộ enzyme đã đang hoạt động hết rồi. Đó. Chúng ta nói tới yếu tố thứ tư tham gia vào hoạt tính enzyme chính là nồng độ của enzyme. Đấy. Đối với cái nồng độ của enzyme á, thì nồng độ enzyme càng cao thì hoạt tính enzyme càng tăng. Và nồng độ enzyme càng cao thì cái lượng sản phẩm được tạo thành nó càng nhiều. Và một cái chất thứ năm ta gọi là chất ức chế hoặc là chất hoạt hóa enzyme. Thì chúng ta hiểu nôm na đơn giản như này nè, có một số chất khi chúng ta thêm vào thì nó sẽ ức chế cái hoạt động của cái enzyme, hoặc là có một số chất khi chúng ta thêm vào thì nó sẽ làm cho enzyme này hoạt động nhanh hơn. À, thì cái chất nào mà khi mà mình thêm thêm vào á mà nó ức chế hoạt động của enzyme thì gọi tên là chất ức chế, mà cái chất nào khi chúng ta thêm vào mà nó làm cho cái enzyme nó tăng hoạt động lên thì người ta gọi là chất hoạt hóa enzyme. Và bây giờ chúng ta nói tới cái cuối của bài mình nhé. Vậy thì enzyme có vai trò gì? Enzyme, các bạn đều biết là enzyme là cái chất xúc tác sinh học. Đấy. Thì nó là chất xúc tác sinh học cho nên nó sẽ giúp cho các phản ứng sinh hóa ở trong tế bào diễn ra nhanh hơn mà lại ngay ở nhiệt độ cơ thể. Chứ không phải là phải tăng nhiệt độ lên 100 độ hay 200 độ. Đó. Tạo điều kiện cho các hoạt động sống của tế bào. À. Rồi, như vậy tế bào có thể tự điều chỉnh quá trình chuyển hóa vật chất để thích ứng với môi trường bằng cách điều chỉnh hoạt tính của enzyme. Chỗ này, cô lấy ví dụ đơn giản như vậy nè. Nếu như muốn nhiều tinh bột biến đổi thành đường, à, thì tăng cái lượng amylase ra, tức là cơ thể chúng ta tiết nước bọt nhiều lên. À, còn nếu như mà muốn ít cái tinh bột chuyển thành đường thôi thì giảm tiết nước bọt xuống. Đấy. Ngoài ra thì cái hoạt tính của enzyme
Nó được điều chỉnh thông qua một cái quá trình người ta đặt tên là ức chế ngược. À, thì chúng ta nhìn cái sơ đồ ở đây nè để chúng ta hiểu thế nào này, ức chế ngược cho nó dễ. Đấy, sơ đồ ức chế ngược nhá. Thì ở trong cơ thể thực ra là cái quá trình chuyển hóa vật chất nó không đơn giản là một chất biến thành một chất, mà nó thường là xảy ra một chuỗi các phản ứng sinh hóa. Cô ví dụ như là chất A nó sẽ được biến đổi thành chất B nhờ có enzyme A. Rồi cái chất B này nó được biến đổi thành chất C nhờ có enzyme B. Chất C sẽ biến đổi thành chất D nhờ có enzyme C nha. Vậy thì trong tế bào có một lúc ba loại enzyme A, B, C thì chất A lần lượt biến đổi thành B rồi thành C rồi thành D. Nhưng mà khi chất D đạt đến một nồng độ nhất định thì chất D này á, nó sẽ ức chế cái enzyme A, nó làm cho enzyme A không hoạt động được nữa. À, vậy là cái quá trình biến đổi từ A thành B này ngưng. À, mà A thành B thành ngưng thì có phải là cái chuyện B thành C cũng ngưng và cái chuyện C thành D cũng ngưng, thì nồng độ chất D này không tiếp tục tăng lên nữa. À, thì cái kiểu ức chế như này người ta gọi là ức chế ngược. Thì cái video này á, cô chỉ nói phần lý thuyết thôi. À, cái file cô hướng dẫn lý thuyết này các bạn có thể download ở trong cái phần mô tả của video nhé. À, cô sẽ làm tiếp video hướng dẫn giải câu trắc nghiệm và hướng dẫn giải câu tự luận. Các bạn nhớ đón xem để các bạn có thể học bài tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại.